Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 18 tháng 7, trang tin khao sót đưa tin, đội ngũ điều tra của Thái Lan đã hoàn tất khám xét 8 vali hành lý của 6 nạn nhân qua đời nghi do bị đầu độc cyanua tại khách sạn Grand Hyatt Irrawan ở Bangkok. Các nhân viên pháp y đã phát hiện một số bằng chứng quan trọng từ một trong các vali của nạn nhân. Khao sót dẫn nguồn tin điều tra cho biết các bằng chứng này có thể chỉ rõ ràng ai là thủ phạm thực sự của vụ đầu độc, độc. Ngoài ra, nguồn tin không nêu thêm chi tiết và cho biết đang chờ xác nhận kết quả khám nghiệm pháp y. Cùng ngày, Giám đốc Bệnh viện Chu La Long Con, bác sĩ Trần Trai City Bull cho biết việc khám nghiệm 6 nạn nhân đã hoàn tất. Theo ông, phía pháp y phải tham khảo ý kiến của tất cả các bên liên quan, bao gồm các cảnh sát, trước khi thông tin chi tiết về khám nghiệm có thể được công bố. Ông nói, tuy nhiên, từ những gì đã theo dõi và trao đổi Tôi tin họ không còn nghi ngờ nào. Ông chăn trai cho biết, người nhà các nạn nhân có thể tiếp nhận nạn nhân theo quy trình thông thường. Tuy nhiên, thân nhân cần liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam, Mỹ, cũng như nộp hồ sơ yêu cầu lên Viện Pháp Y Thái Lan. Trước đó, chiều tối 16 tháng 7, cảnh sát Bangkok đã nhận được tin báo từ khách sạn Grand Hyatt Irawan về việc phát hiện 6 du khách nước ngoài, gồm 3 nam và 3 nữ, đã tử vong tại một phòng trong khách sạn. Qua khám nghiệm, các nhà điều tra xác định các nạn nhân đã tử vong khoảng 24 giờ trước. Lần cuối cùng đoàn khách này yêu cầu dịch vụ phòng là sau 13 giờ ngày 15 tháng 7. Theo Bangkok Post, trong số các nạn nhân có hai người Mỹ gốc Á là ZHV, 55 tuổi, và Trong Serin, 56 tuổi. Bốn nạn nhân còn lại là người Việt gồm NTPL, 47 tuổi, PHT, 49 tuổi, TGB, 37 tuổi, NTB, 46 tuổi. Nghi phạm được xác định là bà Serin Trong, 56 tuổi. Bà Trong bị cho là đã pha cyanua vào trà cho các nạn nhân và bản thân bà sau đó cũng uống chất độc này. Kết quả khám nghiệm cho thấy dấu vết cyanua trong ấm trà, cốc trà và trong máu của một nạn nhân. Các bác sĩ pháp y kết luận nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc của 6 người là do trúng độc cyanua dẫn đến thiếu oxy ở cấp độ tế bào. Về lượng cyanua mà các nạn nhân đã tiếp xúc, các bác sĩ vẫn chưa thể ước tính chính xác. Các bác sĩ vẫn đang chờ quá trình phân tích và chờ kết quả từ phòng thí nghiệm bao gồm sàng lọc các chất khác. Quá trình này sẽ mất khoảng 2 tuần. Ngoài ra, một số người còn có thức ăn thừa trong dạ dày nên quá trình phân tích sẽ kéo dài hơn. Ngoài bài trong, các nhà điều tra không loại trừ khả năng có nghi phạm thứ hai. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện bà NTPL đã nhờ một hướng dẫn viên có tên PNV mua thuốc rắn số 7, một loại thuốc bổ nổi tiếng ở Thái Lan. Hướng dẫn viên này khai đã nhờ một hướng dẫn viên khác có biệt danh Tiger mua loại thuốc trên. Cảnh sát đã tìm kiếm và khám xét nhà riêng của hướng dẫn viên Tiger. Tại đây, các nhà điều tra phát hiện tổng cộng 33 lọ thuốc rắn số 7 mà hướng dẫn viên Tiger tích trữ để bán cho khách du lịch. Theo đánh giá ban đầu, thuốc rắn này không liên quan đến vụ đầu độc và vụ việc của 6 người ở khách sạn. Tuy vậy, cơ quan điều tra vẫn triệu tập hướng dẫn viên Tiger để thẩm vấn. Sáng ngày 18 tháng 7, Tòa án quân sự trung ương đã đưa ra phán quyết với các bị cáo kháng cáo trong vụ án liên quan đến kit xét nghiệm Việt Á xảy ra tại Học viện Quân y. Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, gọi tắt là công ty Việt Á, và một số đơn vị liên quan sau gần 2 ngày xét xử. Tòa phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế, kỹ thuật, bộ khoa học và công nghệ. Phan Quốc Việt, cựu tổng giám đốc công ty Việt Á, Hồ Anh Sơn, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện quân y và 4 bị cáo khác. Sau khi xem xét, Tòa án Quân sự Trung ương chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Phan Quốc Việt từ 25 xuống 22 năm tù cho hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 29 năm tù do Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên hồi tháng 5 năm 2024, bị cáo Việt chấp hành chung 30 năm tù giảm. Tương tự, Tòa cũng chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Hồ Anh Sơn còn 10 năm tù ông Trịnh Thanh Hùng 13 năm tù. Trong vụ án, cả hai ông Hùng và Sơn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cấp sơ thẩm trước đó xét xử phạt ông Sơn 12 năm, ông Hùng 15 năm tù. Nhóm 3 bị cáo gồm Nguyễn Văn Hiệu, cụ đại tá cụ trưởng phòng trang bị vật tư, Lê Trường Minh, cụ thiếu tá cựu trưởng ban hóa dược, Vũ Đình Hiệp, cụ phó tổng giám đốc công ty Việt Á, mỗi người được giảm 2 năm tù. Riêng bị cáo Ngô Anh Tuấn cựu thiếu tá cụ trưởng phòng tài chính thuộc Học viện Quân y được giảm từ 4 năm tù xuống còn 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Họ bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Về dân sự, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của công ty cổ phần công nghệ Việt Á yêu cầu Học viện Quân y trả lại 10 tỷ đồng. Tòa vẫn buộc các cá nhân, đơn vị liên quan phải bồi thường 12 tỷ đồng còn thiếu cho Học viện Quân y, trong đó bị cáo Hồ Anh Sơn phải bồi thường 1,6 tỷ đồng, công ty Việt Á 10,7 tỷ đồng. Khi tuyên án, tòa cấp phúc thẩm đánh giá 7 bị cáo đều có thái độ thành khẩn, tiếp tục khắc phục hậu quả sau phiên sơ thẩm. Các bị cáo thuộc Học viện Quân y có nhiều thành tích, công hiến trong quá trình làm việc, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong giai đoạn khó khăn nên cần cho hưởng chính sách khoan hồng. Nội dung vụ án thể hiện đầu năm 2020 khi Covid-19 bùng phát, Học viện Quân y đề xuất được phát triển kinh tế xét nghiệm trong đề tài nghiên cứu có tổng kinh phí 18,98 tỷ đồng. Đề tài sau đó được Viện Nghiên cứu Y Dược Học viện Quân sự thuộc Học viện Quân y triển khai. Ông Hồ Anh Sơn được giao nhiệm vụ là chủ nhiệm đề tài. Nhờ sự móc nối của ông Trịnh Thanh Hồng, công ty Việt Á của ông Phan Quốc Việt cùng tham gia với tư cách là đơn vị phối hợp nghiên cứu, chế tạo. Tuy nhiên quá trình nghiên cứu, bị cáo Hùng, Sơn và Việt cho rằng kỹ tết của Việt Á tốt hơn nên thống nhất không cần học viện quân y chuyển sang quy trình nghiên cứu mà để Việt Á tự sản xuất 20.000 sản phẩm. Cả ba sau đó đưa kit của công ty Việt Á cung cấp, không được sản xuất theo quy trình nghiên cứu của Học viện Quân y để thử nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và sử dụng sản phẩm này để nghiệm thu đề tài. Do hội đồng nghiệm thu không biết bị cáo Việt, Sơn, Hùng có hành vi gian dối đã nghiệm thu. Từ đó công ty Việt Á bị tiếp tục sử dụng kết quả nghiệm thu này để gian dối trong làm thủ tục, sau đó được Bộ Y tế ra quyết định cấp phép lưu hành, sản xuất thương mại. Sai phạm của nhóm bị cáo gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng là khoản tiền nhà nước sau Học viện Quân Y làm đề tài. Đáng chú ý, hồ sơ vụ án xác định quá trình thực hiện, bị cáo Hùng được biếu 350.000 đô la Mỹ từ Việt Á, ông Sơn nhận 2,5 tỷ đồng. Cá nhân ông Sơn còn bị cáo buộc mua, bán tăm bông, ống môi trường ở bên ngoài, dàn nhãn viện nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân Y cung cấp cho công ty Việt Á thu lợi 2 tỷ đồng. Nhóm sĩ quan còn lại thuộc Học viện Quân Y đều được công ty Việt Á lại quả, tổng từ 1,1 đến 3,6 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 7, công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ đối tượng Hoàng Trung Kiên, 25 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu chiều ngày 17 tháng 7, người dân đã báo tin về việc sau khi nhậu xong, kiên gây chuyện, sau đó đập phá đồ đạc trong nhà mình ở ấp Phước Tiến, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Sau khi nhận được tin báo, công an xã Tân Phước đã phân công đại úy HHH, cán bộ công an xã cùng 3 bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tại đây, Đại úy Hát đứng ra tuyên truyền và khuyên ngăn, nhưng Kiên không chấp hành mà còn cầm hung khí tấn công lực lượng thực thi nhiệm vụ. Do quá bất ngờ, Đại úy Hát đã bị Kiên tấn công gây thương tích. Công an và người dân đã đưa Đại úy Hát đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên do vết thương nặng, Đại úy Hát đã được chuyển đến bệnh viện Trợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Thấy đối tượng hung hãn, lực lượng công an đã ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng Kiên và đưa về trụ sở công an phục vụ điều tra hiện đối tượng hoàng trung kiên đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và giết người